chuyện trò của Thư đây. Thì hôm nay Thư làm một cái video clip ăn cái gì khi tự nhiên nói qua này cơm trái chấm muối vẹt. Muối vẹt này thì Thư làm hồi nãy Thư làm vì nó quá kỳ công nên là Thư không quay cho mọi người xem được, tại vì làm cái nhất là cái này nè mọi người, làm rất là lâu luôn mới được một cái như vậy. Nó cũng khá là hấp dẫn, khá là ngon, không tệ. Thì cái này là muối vẹt Thư đã làm. Trong này ớt trái mà mọi người có thấy không? Chị sẽ ăn hết cái trái thôi nha. Để đi mang tính chất trình bày thôi. Quá xá là xem. Mọi người có thắc mắc cái video đi hát hát me Thư cũng bận áo này. Em Thư cũng vậy. Để sao bây giờ cái video này cũng vậy. Lý do là hai video này Thư quay một ngày. Video me 12 giờ, giờ là 5 giờ. Mọi người làm từ lúc mà tôi tắt video là làm từ 1 giờ rồi tới 5 giờ chiều. Ra được nhiêu đây mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào thưởng thức thôi. Gọi là cho nhận xét về món ăn này. Mọi người có nghe nó giòn, đẻ rợp rợp luôn. Bữa nay trời mưa nè mọi người. Cái máy này nó thấp quá à, ngồi mất khòm ngồi thì khó chịu quá à. Nó để nó thôi. Sợ chết không? Không chết không sợ nè mọi người. Đó. Rồi, mời mọi người nha. Rồi, dứt thử vô miếng, ăn thử nhận xét đi cha. Rồi. Nhận xét thử. Đứng ngoài thôi, ai quay đâu sợ. Này đứa ăn như thế hả? Đứng đứng đứng. Hơi bị cay. Mặn. Không cay đâu. Cay. Không cay. Sao ăn rồi cái luôn không? Để nhận xét đi. Cay, hơi bị cay rồi mà. Kiểu ớt mà nhiều tiêu nữa không cay nữa. Thôi ăn cay ghê thiệt. Cao hủ rồi. Rất là ngon luôn mọi người. Hôm nay giờ mình làm mà mình tự mình khen cũng ngon thiệt. Đang nói dụ áo. Mọi người tôi nghĩ ngay Thư ở dơ. Nhưng mà thử thật là Thư ở dơ thì người thấy nè. Chưa kịp hai cái áo. Quên hai cái nét. Không cả. Đây là bữa ăn chiều của mình. Cao quá à. Chị mình ăn cay dở lắm mọi người ạ. Mình ăn cay tệ lắm mọi người, nhưng mà kiểu làm nếp rồi nọ nhưng mà người ta cũng thích trâm thể hiện. Bỏ quá trường hết luôn. Cay quá hỏi đi khói. Chứ để tiêu mà mình bỏ tiêu á. Nhưng mà thôi chị cố gắng ăn. Mọi người có nghe cái giòn vợn vợn nó qua vợn 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 luôn. Trời thì đang mưa hồi trưa thì nắng thì gắt luôn, bữa nay nãy giờ mưa à mà mưa trời thì thất thường. Thử miếng nha mẹ. Cực mẹ than. Cha ông ăn không đi luôn rồi. Hình như là có một vấn đề gì đó. Ok
kiềm hàng tới hoài. Dạ. Dạ, ngay được nữa luôn. Không rồi, cái mình tráng lắm các bạn. Nhưng mà cái này thiếu một miếng dưa leo, một miếng cà chua. Bởi vì làm gấp quá cho em về dạ, em ơi. Thì giờ chiều tối hả, làm riết cho anh Hương về, cho nên là Hương không kịp đi mua. Thư đã có trồng rồi mọi người, Hương mới gieo họ thôi. Chắc có hẹn là 3 tháng sau. Hẹn mọi người 3 tháng sau Hương sẽ hái. Dạ Hương sẽ không biết nó sống không nữa trước. Trồng đủ thứ hết luôn mọi người, mà không biết có thành công không. Có xuất sắc không mọi người? Thì mọi người ơi, Hương mới vừa đi ra ngoài cũng vừa nó hái mấy lá cải, cải còn non, nó có tí xí à, cho nên là nãy Hương không hái ăn. Nhưng mà Hương thấy cái này ăn với cải bẹ xanh là hết sảy. Mọi người hãy cải Hương trồng đã Hương, nhưng mà nó còn nhỏ. Nó bây giờ mình lấy một miếng này ha, mình đã kẹp sẵn trong này rồi, xong mình bón này lại. Nó là quá xuất sắc. Coi làm cho miếng, cho làm cho hay làm cho nó làm nhắm ngon, ăn miệng giống ngon. Không bỏ nó cải lên, bởi vì nó cải còn hành nhỏ. Nhưng không cải mình nhỏ thì mình phải ăn nhỏ chứ mình không được ăn bự. Mình sớm giờ có làm gì đâu, bây giờ muốn chết rồi ạ. Ngon lắm, ngon lắm. Sợ dính thơ. Bữa ớt đã vô rồi giờ sợ. Giờ mình ăn ngược lại, bỏ cải vô. Mẹ ơi, chứ cha nhìn nó ăn. Quá xuất sắc. Mời mọi người nha. Quá đáng. Công thức mình đã bỏ ra.
trái này mình đã làm nhiều lần rồi, nhưng mà mình không có làm khô lần nữa. Sau khi mà mình thấy nó vừa dàn tới, mình chế trứng vịt với lại là mình mua cho nó trứng vịt đó, mình chế là mình ăn lắm, ở trên nó có lớp trứng vịt nữa. Còn đây thì mình làm không ngọt lắm luôn rồi. Trong quá trình nữa mình làm cái này nữa rồi, nhưng mà cái mình dính cái chảo á, cái đờm nhắc á, cái nồi nhắc ở quê mình gọi là cái nồi nhắc, cái mình cầm nó mình hứng dưới á, nó cháy rồi đó luôn, thì cong quá mà vậy bên đó biết luôn, nãy giờ mẹ hư la hư nãy giờ chứ bé no. Mình sẽ ăn hết rồi, thì quá ngon. Thôi ăn miếng nữa thôi. Tạm biệt mọi người vì video quá dài rồi. Không, 10 miếng phút hoặc 11 phút thôi sẽ tiếp tục thưởng thức. Xử lý hết như đây là cái chắc chắn rồi. Mình nấu quá ngon. Nếu như có thời gian rảnh tôi sẽ làm nhiều món hơn nữa. Hôm nay thì tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn rồi, bởi vì nay kiểm tra trong trường thì kiểm tra xong hết rồi, còn có mấy môn mà nên là Hương kiểm tra xong rồi Hương rảnh hơn một bài đó, nên làm clip cho mọi người xem. Thật sự là cái video này không tốn chi phí nhiều mọi người. Cái mỡ thì ở nhà Hư có sẵn. Ớt thì chỉ cần đi ra ngoài vườn hái, thì mình chỉ cần nêm thêm mấy thứ nữa thôi. Còn cơm thì cơm bình thường mình nấu, mình chỉ cần tráng ra thôi. Cải cũng ở nhà, video không tốn chi phí. Thành chưa? Nhanh không rồi. Video của Thư tới đây cũng đã kết thúc. Thì Thư và em Thư xin chào mọi người. Nếu như mọi người thấy video này hay thì cho Thư một like, một subscribe, đăng ký, nhấn cái chuông kế bên để có thông báo nha mọi người. Bye bye.